Alo. Vợ em đi làm về chưa? Em làm về rồi nè. Ủa sao anh không thấy? Ủa em đang ở nhà mà hâm à. Rồi xong. Em đừng có nói với anh á là em về nhà mẹ em ở rồi nha. Mình cưới nhau được mấy hôm rồi đó. Ôi chết. Son môi em đánh với order bên Tây. Bao anh đưa đứa.